Vô đi ba. Dạ, con chào ông mới về. Con chào bà. Chào con. Nè, pha cho ông một bình trà mà cái trà bà Liễu tặng cho ông á nha. Dạ, con biết rồi. Dạ, cảm ơn ông. Bà ngồi đi. Cô mới tới hả? Ba mới về. Ủa, con Thư gửi người lớn mà ăn nói kiểu gì con? Thì con Thư vậy đó giờ mà. Gặp người ngoài nào mà con không nói vậy chứ? Không lẽ ba nói con chứ tới chuyện tới huệ. Lịch sự dùm chút đi. Tôi đến đây để thăm cả nhà đó. Với lại cũng muốn ân thử ít trà và đường trước tôi tặng cho ba cô đó. Cô ngồi xuống đây uống chung với chúng tôi nha. Cảm ơn cô, em không dám. Ủa, cô nhận lời cầu hôn của ba em rồi đó hả? Phải đó. Cô vẫn chưa biết hả? Ba em thì đời nào nói mấy chuyện này cho con cái nghe chứ. Ba có định giấu đâu thì cũng tính nói cho con biết mà. Không cần đâu ba, bây giờ con biết rồi mà. Chúc mừng ba với cô nha. Hai người khi nào mà chọn được ngày lành tháng tốt á, nhớ báo cho con hay. Chứ mất công bữa đó con bận con không tới được nữa. Cô ngồi chơi nha. Vô đi. Dạ, ba gọi con. Rể yêu ngồi với ba đi con. Có chuyện gì vậy ba? Chờ con nó bị sao vậy? Cô ấy lại gây ra chuyện gì nữa hả ba? Gây ra chuyện gì là có mình con gây trong cái nhà này thôi đó. Ba đừng nói vậy mà. Mà có chuyện gì vậy ba? Sắp tới á, cô Liễu cũng là một thành viên trong nhà này rồi. Mà con thấy không, vợ con lúc nào nó cũng khó chịu rồi nó gắt gỏng với cổ. Ba thấy ba lo lắm. Bộ nghiêm trọng lắm hả ba? Mà cô Liễu có nói gì không? Cổ thì không có nói gì hết. Tôi cũng thấy hơi lo đó. Trước mắt thì không sao, nhưng chỉ sợ là về lâu về dài mà cứ như vậy hoài á, tôi cũng sẽ khó xử lắm đó. Tôi ngại lắm. Chứ lại tôi cũng sợ ông khó xử nữa. Cho nên giờ chỉ có một mình con thôi. Con giống như Nguy Hùng. Con phải động não. Con tìm ra có cách nào đó để cho hai người đó sống trong vui vẻ, sống trong hòa bình. Được không con? Giúp ba đi. Sống trong hòa bình vui vẻ hả ba? Nếu như vậy, mình phải tạo ra một sự kiện thật là bất ngờ và thật cảm động mới được. Đúng rồi đó con. Con nói cái chữ cảm động là ba ok. Phải tạo một cái sự kiện gì đó cảm động để cho hai người đó mở lòng đến với nhau, hiểu con hiểu không? Dạ đúng rồi. Đó, thậm chí mà khóc bù lu bù loa thì càng tốt. Khóc bù lu bù loa luôn hả? Con có sáng kiến này nè ba. Con tính làm gì? Tối ngày mai á, cả nhà mình sẽ ăn tối để mà chúc mừng vợ con lãnh bằng khen. Lúc đó cô Liễu sẽ đọc một bài diễn văn thật dài và thật cảm động để chúc mừng. Lời lẽ thật cảm động, lay động lòng người. Sau đó, hai người sẽ ngồi ôm lại những kỷ niệm xưa. Xong rồi chạy tới ôm nhau, nước mắt đầm đìa. Vậy hả? Dạ. Con thấy sến lắm không con? Sến như con hến á. Xin lỗi ba có hơi lố chút xíu. Nhưng mà ba cứ thử nghĩ coi, với những lời lẽ có thể lay động lòng người như vậy, niềm ao ước của chúng tôi là sống thật vui vẻ và được ở cùng với nhau một mái nhà. Trời ơi, thật cảm động quá đi. Con bảo đảm với ba nha, tất cả mọi người sẽ nước mắt đầm đìa luôn. Ba cứ tin tưởng ở con, giao việc này cho con đi. Ngày mai mọi người trong nhà sẽ khóc hết nước mắt cho ba coi. Mới nghĩ tới đây mà còn muốn khóc rồi đó. Nhưng mà để dành thì ta tối mai khóc. Dạ được, tôi thấy ý kiến này hay đó. Thiệt hả? Vậy là tôi sẽ viết ra một bài phát biểu thiệt là cảm động. Ôi trời, nhưng ngày mai tôi có một cuộc họp. Ủa, ngày mai bà đi họp hả? Ở mấy giờ? Thời gian cũng hơi cập trầm một chút. Không có gì, tôi đưa bà đi nha. Tôi đã viết xong bài phát biểu rồi. Không biết là có cảm động được cô Hoa không nữa. Bà đừng có lo. Hoa chứ nhìn vậy chứ nó yếu đuối lắm, rất là dễ xúc động.
cô, hay là cô đọc thử nghe đi cô. Hả? Đọc thử hả? Dạ, bây giờ mình tập trước á, cái cô đọc coi cho con với ba nghe coi có cảm động không, nếu không á mình chỉnh sửa lại. Có lý đó. Thôi bỏ qua đi ông, làm vậy tôi mắc cỡ lắm đó. Trời ơi, có cái gì đâu mắc cỡ, không có ai cười bà đâu. Với lại thật sự tôi cũng muốn nghe trước á mà. Bây giờ ha, cô hãy tưởng tượng ở đây là một bữa tiệc trong gia đình ha, có tất cả thành viên trong nhà. Cái cô đứng lên cô phát biểu nha. Vậy bây giờ bài phát biểu của cô Liễu xin phép được bắt đầu. Được, để tôi đọc nha. Con hồi hộp quá cô ơi. Thảm quá. Tôi nhớ là cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thấm thoát cũng đã 10 năm rồi còn gì. Chắc là lâu quá rồi phải không? Tôi nhớ là đặc biệt ngày đó, cô đang mặc chiếc áo màu xanh da trời. Lúc đó nhìn cô thật là duyên dáng. Tôi đã có ấn tượng với cô ngay từ lúc đó. Và 10 năm trôi qua, chúng ta đã luôn ở bên nhau, chia sẻ với nhau ngọt bùi, rất là nhiều sóng gió, đúng không cô? Và giờ đây đã bước sang một trang hoàn toàn khác hẳn, một trang mới và đặc biệt đối với chúng ta. Chúng ta đã về sống chung một mái nhà, với tôi là một kỷ niệm rất là đẹp và một điều rất là đặc biệt. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng giống như sống với nhau, thật là hòa thuận. Đó là ước mơ của tôi. Con cũng mong như vậy đó. Mẹ ơi, con yêu của mẹ. Phát biểu cô nó cảm động quá cô. Cô làm con khóc hết nước mắt, bây giờ không còn khóc được nữa luôn rồi cô. Thiệt đó hả? Dạ thiệt á. Ba cũng đâu có khác gì con. Thật sự á, cái bài phát biểu của ba xúc động lắm. Hay quá cô ơi. Sao mọi người đầy đủ chứ hả? Dạ. Liễu ơi, vô đi. Chào bà. Chào cả nhà nha. Chúc mừng em nha. Có phải giải thưởng gì lớn lao đâu. Cảm ơn cả nhà. Nào, chúc mừng. Dạ, xin mời mọi người nâng ly. Mời. Dạ. Mời. Rượu cũng đã uống rồi, bây giờ anh nghĩ bà xã nên phát biểu một vài câu đi. Hả? Phát biểu. Phát biểu hả? Phát biểu cảm xúc bây giờ. Cả nhà ăn đi, mọi người ăn đi. Phát biểu gì mà ngắn ngủn, không có cảm xúc, tình cảm gì hết, phải có tình cảm vô. Thôi vậy bây giờ ở trong nhà mọi người có ai đứng ra phát biểu ta? Ơi, người nhà không mà bày đặt hết sao? Liệu có thể phát biểu vài câu đi? À đúng rồi đó cô phát biểu đi cô. Dạ, cô phát biểu là hợp lý nhất á. Tôi hả? Dạ. Bất ngờ quá, tôi không có kịp nghĩ ra gì hết à. Thì hay là Liễu có thể nói cái cảm giác lần đầu tiên mình gặp bé Thám Hoa sao? Phải rồi, dạ. Tôi đã nhớ rồi. Cô Hoa à, chúc mừng cô nha. Em cảm ơn cô. Tôi nhớ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, thấm thoát cũng đã 10 năm rồi còn gì. Cũng lâu quá rồi ha. Lúc đó tôi nhớ là cô đã mặc một cái áo màu xanh da trời. Nhìn cô thật là duyên dáng đó. Và tôi đã có cảm tình với tôi ngay từ lúc đó. Và trong 10 năm đó đó,
chúng ta đã luôn. Đứa lịch sự đi, có cái gì mà cười? Không có cười nữa con nhỏ này. Dạ. Xin mời cô. Dạ cô. Nói tiếp đi Liễu. Dạ. Dạ. Thẩm phán cũng. Người. Có cái gì đâu mà cười? Tôi đang bắt lỡ thôi mà. Con xin lỗi. Cậu à. Em. Em xin lỗi. Mọi người sao vậy? Để cô Liễu mất biểu mà mọi người. Sĩ. Dạ. Nghiêm túc cái đi. Dạ. Mấy người tôn trọng em. Không cười nữa. Tôn trọng người lớn nha. Dạ. Ừ, nói đi, nói đi. Thẩm Hoa cũng đã 10 năm trôi qua. À, chúng ta đã luôn gắn bó bên nhau. Dạ. Tôi xin lỗi chị. Trời ơi, mắt mà có cái gì kìa. Cô mì cô. Cái lông mì giả. Lấy nè, làm chi? Hôm qua tôn trọng đi. Con xin lỗi. Dạ, sắp tới đây á, dạ sắp tới đây á, chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau chung một mái nhà và sẽ luôn gắn bó bên nhau và cùng chia sẻ với nhau ngọt bùi và hạnh phúc cùng bên nhau, có đúng vậy không cô? Đó là điều mà tôi mong muốn đó. Tôi biết, đem đồ ăn lên đi. Dạ. Ôi xin lỗi bà, nãy giờ con nhịn lắm mà giờ con hết nhịn nổi rồi. Đi đi. Có kìa, có cười quá mà không nhịn nổi. Trời ơi trời, chín người. Ủa cô đang làm gì vậy cô? Cô sắp xếp đồ đạc thôi. Có cần phụ gì không? Thôi khỏi đi, cô tự làm được mà. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Cho tôi để bánh cuốn. Cho tôi gì bánh cuốn. Cô Liễu. Ủa, cô qua. Không biết sao tự nhiên hôm nay tôi với cô lại gặp nhau qua bánh cuốn này. Em ăn bánh cuốn là vì em thích. Còn cô? Tự nhiên hôm nay tôi nhớ mẹ tôi lắm. Bà ấy đã mất khi tôi học tiểu học. Ngày đó bà ấy cũng làm món bánh cuốn này. Món bánh bà làm rất ngon. Và kể từ ngày đó tôi không được ăn bánh cuốn do bà làm nữa. Tình cờ sáng nay khi dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng, tôi đã nhìn thấy tấm hình của bà ấy. Và bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về bên tôi, giống như là một cuốn phim vậy. Và bỗng nhiên tôi thấy nhớ mẹ tôi lắm, nên tôi mới quyết định đến đây để ăn lại món bánh cuốn này. Làm món bánh cuốn này ngon lắm. Cái hôm mà mẹ em mất ở bệnh viện, em còn đang ở nhà ăn bánh cuốn cho mẹ em làm. Cô Hoa, bữa nay là sinh nhật của mẹ em. Em cũng nhớ mẹ em lắm. Tôi ạ, tôi thành thật xin lỗi cô. Em không sao đâu cô. Em không sao thiệt mà.